Theo thông tin được người dân phản ánh khoảng 13 giờ chiều ngày 2 tháng 12, tại một khách sạn ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã có nhân viên y tế đến để phun khử khuẩn phòng dịch COVID-19. Việc này đã khiến nhiều người dân lo lắng sau khi thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện 3 bệnh nhân COVID-19 mới trong cộng đồng. Ngày 2 tháng 12, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, xác nhận tại khách sạn này xuất hiện bệnh nhân COVID-19 mới. Tuy nhiên đây là bệnh nhân nhập cảnh, sau khi về khu cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính, liền được đưa ngay đi điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo thông tin từ trạm y tế phường Hàng Bông, bệnh nhân là nam, người Ấn Độ, 25 tuổi. Bệnh nhân được lấy mẫu lần một cho kết quả dương tính và nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, không sốt, không đau họng. Cho tới thời điểm này, đã gần 100 ngày Hà Nội không xuất hiện bệnh nhân COVID-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến mới tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 2 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh. Cuộc họp cũng có sự xuất hiện của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và cục trưởng cục khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho thấy mức độ cảnh báo đã được nâng cao sau diễn biến mới của dịch COVID-19